học là con đường tốt nhất, cũng có thể gọi là duy nhất để chúng ta có thể trở lên thành công được. Hãy nhớ cái điều đó. Còn khi mà bạn không học thì bạn không biết cái gì hết, và bạn sẽ bị dắt mũi bởi người khác. Ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn giàu có, nhưng hỏi cái thứ bạn đang muốn nó là cái gì thì lại không biết. Vậy câu hỏi này tương tự này. Bây giờ đề bài là bạn cần phải đi Hà Nội. Tôi muốn đi Hà Nội, giống như tôi muốn thành công. Biến chữ thành công thành Hà Nội ấy các bạn nhé. Hà Nội là điểm đến. Hà Nội là điểm đến. Đây là điểm xuất phát, là nhà của bạn. Tôi viết chữ là nhà đây. Đầu thì mình muốn, cái đầu ấy, thì muốn đến đâu cả nhà? Đến Hà Nội. Nhưng hỏi là đi đường nào? Thì bảo không biết. Thế thì sẽ có người đi đến đâu cả nhà? Lạng Sơn, có không? Có chứ, mày không biết đường đi thì đi lộn thôi. Rồi bây giờ sẽ có người đi đến Sài Gòn. Có trường hợp đấy xảy ra không? Liệu có xảy ra không? Không biết đường đúng không? Thì kiểu gì chả có. Rồi liệu có người đi sang Trung Quốc? Có. Rồi đi ra biển, lên núi, đi mãi không tìm đến nơi. Và giống mọi người ở ngoài kia, tôi muốn giàu. Rồi 20 tuổi tôi muốn giàu nhưng không biết đi hướng nào. Thế là gia đình bảo đi làm công ty đi, đúng không? Kiếm công việc ổn định. Rồi có người thì bảo là đi đâu? Làm giáo viên đi. Có người lại bảo đi đâu? Đúng rồi. Đấy, lấy chồng giàu. Có người thì bảo là đi xuất khẩu lao động. Có phải không cả nhà? Đi nước ngoài kiếm tiền. Thì chúng ta sẽ thấy là làm cái gì thì cũng đều có người giàu và người nghèo hết, làm gì cũng có. Nhưng tính số lượng, làm công nhân thì số lượng người giàu so với người nghèo nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Ít hay là rất ít? Ít hay rất ít? Có ai làm công nhân mà giàu không? Làm gì có, đúng không? Thế cho nên nó còn không có cả là ít nữa cơ. Rồi tiếp tục, mình nói xa hơn, đi sang nước bạn kiếm tiền, xuất khẩu lao động. Tiền không cả nhà? Kiếm được nhiều không? Nhiều, câu trả lời là nhiều. Nhưng nhiều so với cái gì? So với tiền Việt, còn so với tiền của họ thì sao? Thì mình sang đấy lại là làm cái nghề dưới đáy xã hội, ở xã hội của họ, có phải vậy không? Rửa bát này, công nhân này, lao động chân tay này, ô xin này, chăm sóc người già không thể đi lại được, đúng không cả nhà? Thế thì chúng ta sẽ thấy là bạn so với đất nước Việt Nam mình thì kiếm được tiền, nhưng so với đất nước của họ thì bạn cũng không là ai cả. Và so với con người của những người mà đang làm công việc đấy, họ là ai? Giá trị có cao không? Cao? Không. Và có tự hào với những gì mình đang làm không? Chẳng có gì cả. Chắc là tự hào là tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn so với Việt Nam. Tôi đã cố gắng sống xa gia đình, cố gắng bươn trải được. Đấy là sự tự hào. Nhưng đấy là tự hào cá nhân. Còn ra đường thì không có ý nghĩa gì hết. Đúng không cả nhà? Thế thì câu hỏi là đi xuất khẩu lao động có giàu được không? Giàu được không? Không biết. Đúng không? Tôi chứ cứ trả lời là không biết. Nhưng hỏi này, ở Việt Nam không có cách nào để kiếm tiền hả? Ở Việt Nam có cách nào để kiếm tiền không? Có không cả lúc? Có hay là không có? Trả lời. Nhiều hay là ít? Đấy. Tại vì sao phải sang nước bạn sống làm gì cho vất vả?
xong lại kêu là nhớ mẹ, nhớ cha. Lao động bên này vất vả lắm. Vì sao vậy? Vì không biết chính xác. Vì không biết. Rồi vì điều gì nữa? Vì điều gì? Tôi có thể gọi là vì cái này được không? Tôi có thể gọi cái này được không? Lười học, không phải học trên trường lớp nha. Chúng ta có biết được rằng là có một cái câu nói của cái ông mà tạo ra cái điện thoại iPhone ấy. Biết điện thoại iPhone không cả lớp? Đây là điện thoại iPhone, quả táo cắn giỏ ấy. Thế thì cái ông mà tạo ra cái điện thoại này, ông ấy nói một câu là gì cả nhỉ? Rất nhiều người sống đến 75 tuổi, nhưng thực ra là đã chết ở tuổi 25. Hiểu câu này không? Hiểu. Bạn biết zombie? Biết zombie là cái gì không? Xem mấy cái phim xác sống không? Xẻo rãi. Biết đội đấy không? Hay là bạn biết là trong trại thương điên ấy, có cái đội mà cứ hay đứng gốc cây ấy. Biết đội đấy không? Cuộc sống nó hạnh phúc không cả nhà? Sao lại không? Nó cười cả ngày thế này bảo không? Nó vui như thế bảo nó không? Nó có. Cái nhóm người đấy là nhóm người thế nào cả nhà? Không còn ý thức nữa. Và nó giống như một người đã chết chưa cả nhà? So với xã hội người bình thường, giống như người đã chết chưa? Họ không còn biết thứ gì nữa cả, đúng không ạ? Họ chỉ sống như một con vật hàng ngày như vậy. Và người ta coi đó như một người đã chết ở một góc độ nào đấy các bạn. Và ông này ông nói rất nhiều người ở ngoài kia, người bình thường cũng y hệt như vậy. Bởi vì người ta chỉ nghĩ cái chữ học này là từ lúc họ bắt đầu đi mầm non cho đến lúc họ hết đại học. Sau này ra đời họ không còn học cái gì nữa cả. Họ nghĩ mình giỏi rồi và biết hết rồi, không học nữa, không tìm hiểu hơn nữa, không tiến bộ hơn nữa. Rồi nhiều người bây giờ cũng vậy các bạn. Tôi thấy rất nhiều người kinh doanh, kiếm nhiều tiền rồi và nói cũng chẳng cần phải học. Và tôi thấy là những người đấy so với những nhiều người khác thì cũng chỉ là con muỗi mà thôi. Họ tự hào bởi vì họ có một tí. Họ nghĩ là không cần học, tôi cũng có một tí. Nhưng chia sẻ với các bạn rằng là 1 tỷ so với người có 10 tỷ thì đáng bao nhiêu? Đáng bao nhiêu cả nhà? Rồi nhiều người thì bảo là tôi có 10 tỷ rồi, cũng hoành tráng rồi. Chủ công ty này, công ty kia có 10 tỷ trong tài sản của mình. Hoành tráng không? 10 tỷ lớn chưa cả nhà? Lớn rồi, 10 tỷ nó nhiều chứ. Nhưng mà so với người có 100 tỷ thì sao? 100 tỷ thì sao các bạn? Khác không? Rồi có người thì tự hào bởi mình có 100 tỷ hoành tráng lắm. Đi cưỡi xe này, siêu xe này, nhà biệt thự này hoành tráng lắm. Và không cần phải đi học mấy ông dạy làm giàu. Cần gì phải học, phải tự nỗ lực, phải tự thất bại, tự làm đi rồi rút kinh nghiệm. 100 tỷ hoành tráng. Nhưng so với người có 1000 tỷ thì sao cả nhỉ? Là gì không? Không là gì cả. Thế cho nên chúng ta sẽ thấy là mình biết cái câu là núi cao thì sẽ có, đúng rồi, núi cao này thì sẽ có núi cao hơn, mà núi cao hơn thì còn có, đúng rồi, núi cao hơn nữa. Thế cho nên là chẳng có cái gì mà phải tự hào ở những thứ chúng ta đang có cả. Bởi vì ngoài kia có nhiều thứ nó kinh khủng khiếp lắm. Các bạn hãy nhớ điều đấy. Rất nhiều người hàng ngày như thế này không kiếm được một đồng xu nào hết. Nhưng cũng rất nhiều người mỗi một ngày người ta có thể kiếm được 1 tỷ đúc vào túi quần. Thấy ghê gớm chưa cả nhà? Nhưng cũng chưa ghê gớm lắm. Có những người mỗi một ngày họ kiếm được 5 tỷ, 10 tỷ mỗi một ngày. Thấy ghê chưa? Ở thế giới cái gì cũng có. Đúng không ạ? Và chúng ta phải biết được rằng vì sao người ta kiếm được nhiều tiền như vậy? Vì sao? Bạn ngồi bạn nói chuyện với người ta, những thứ mà chúng ta đang biết so với họ là cái gì cả nhà? Hạt cát trên sa mạc, nó không là gì cả. Phải vậy không?
Người nào có càng nhiều thông tin thì người đấy càng biết kiếm tiền và càng dễ kiếm tiền. Những người mà không cần phải học, tức là những người hạn chế khả năng tiếp thu thông tin của mình. Phải vậy không? Chúng ta chỉ biết những thứ chúng ta được dạy thôi. Ví dụ như ai đó được dạy làm giáo viên, chỉ cả đời chỉ biết mỗi thông tin về nghề giáo viên và chẳng biết cái thứ gì ra bên ngoài. Ai đó sống ở một cái địa phương nào đấy, cả đời không ra ngoài thì đi đến Hà Nội này thôi là thấy lạ lẫm rồi. Phải vậy không cả nhà? Và rất là buồn cười, nó ngờ nghịch. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng học là con đường tốt nhất, cũng có thể gọi là duy nhất để chúng ta có thể trở lên thành công được. Hãy nhớ cái điều đó. Còn khi mà bạn không học thì bạn không biết cái gì hết, và bạn sẽ bị dắt mũi bởi người khác. Cái từ dắt mũi bởi người khác không chỉ dành cho những kẻ lừa đảo, những người có ý đồ xấu với các bạn, mà còn kể cả là những người có ý đồ tốt với các bạn cũng đều bị dắt mũi hết. Biết vì sao? Bạn biết những người tốt với bạn ấy, đang dắt mũi bạn là ai? Biết là ai không? Gia đình mình, bố mình, mẹ mình, những người chưa thành công, những người không thành công, những người không biết kiếm tiền, những người thân xung quanh chúng ta, những người giống như chúng ta. Họ cho chúng ta những lời khuyên là làm cái này thì tốt, làm cái kia thì tốt, nhưng chính bản thân của họ cũng chưa làm được cái gì tốt. Tôi nói điều này có chuẩn không cả nhà? Có thực tế với ai đó không? Có. Đấy thì không phải cứ những kẻ lừa đảo mới dắt mũi chúng ta, mà kể cả những người tốt cũng dắt mũi chúng ta. Và chúng ta nhìn mình và họ có gì khác nhau không? Có gì khác không? Không khác tí nào cả. Đôi khi mình ví dụ như mình đi học thế này, về sau mình bắt đầu mình khác khác một tí, những người đó lại bảo mày lại bắt đầu bị đa cấp nó lừa. Chúa đâu? Rồi mình lại giống y hệt như họ. Rồi quy luật kiếm tiền của mình cũng y hệt như họ. Quy luật cuộc sống của mình cũng giống y hệt như họ. Nghèo khó, đâm ra thành khó tính. Thế khó tính với con, khó tính với cháu. Người ta khó tính với mình thì mình cũng khó chịu chứ. Có phải vậy không cả nhà? Mình khó chịu, mình uất ức, thì sau này đến lượt mình già, mình cũng khó chịu y hệt như thế. Không khác gì cả. Rồi bạn có muốn đến sau này bạn già mà cũng trở thành người khó tính như vậy không? Ai muốn giơ tay? Có người muốn giơ tay lắm rồi. Thế cho nên được rằng các bạn hãy nhớ nha, người tốt hay người xấu, chúng ta không thể phân biệt được nếu chúng ta không biết cách để phân biệt. Phải vậy không? Không biết cách phân biệt thì ai cũng giống nhau thôi. Đôi khi người tốt nói với mình, lừa mình cũng đâu có biết đâu. Thế cho nên cái gì cả nhà? Cái gì? Cái chữ gì ạ? Đọc to hơn nào? To hơn nữa nào? To hơn nữa nào? Rồi hai file là phải học.